Hôm nay ở Bảo Liên Sơn trăm hoa đua nở, cho nên ta mời Lê Sơn Lão Mẫu và nhị vị Bồ Tát đến đây để ngắm hoa. Cảm ơn. Các người coi, cây kim liên kia. Sư phụ, xin cứ yên tâm, đệ tử theo lệnh sư phụ đã khuyên nhủ yêu tinh quy phục đường tăng và tiễn thầy trò qua sông lên đường rồi ạ. Thầy trò đường tăng trí tuệ hơn người, cho nên tôi cũng yên tâm phần nào. Lời của Quan Âm nói bây giờ quá sớm đó, mong Thánh Mẫu chỉ dạy. Lúc họ gặp nạn ở động Hoàng Phong, tình cờ lão thân đi qua đã trị bệnh mắt cho con khỉ kia. Ta nhìn thấy trừ bát giới lòng phàm chưa dứt, vẫn còn háo sắc lắm, có nhiều việc mình vẫn chưa yên tâm được. Đường tới Tây Thiên đa tai đa họa, ý chí bất chuyên khó thành chánh quả. Tôi và ngài bây giờ hãy lập một kế để thử lòng kiên định của họ. Lập kế à? Lập kế à? Dạ mẫu thân. Sư phụ, xem kìa, đằng trước có một trang viện. Ôi, căn nhà lớn quá. Chúng ta hãy mau đến đó để xin một bữa cơm chay đi. Đi. Đi mau đi. Đi thế này là nhanh rồi. Sư phụ à, đi nhanh lên. Sư phụ, đi nhanh lên. Nhà này giàu sang quá chừng. Ủa? Tại sao không có ai hết vậy? Sư phụ, để lão Tôn đi coi chút nhé. Ngộ Không. Ngộ Không, ta là người xuất gia, nên tránh những sự hiềm nghi, chớ có tiện tiện đi vào. Biết rồi ạ. Xin hỏi người nào đã xông vào nhà của chúng tôi vậy? Ngộ Không, nữ thí chủ, thầy trò chúng tôi từ nhà đại đường bên Đông Thổ phụng chỉ sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Qua tới đây trời đã tối, xin nữ thí chủ cho ngủ trọ một đêm. Mời trưởng lão. Mời sư phụ vào. Vào nhanh đi. Mời các vị ngồi. Dạ cảm ơn. Cầm lấy đi. Xin hỏi nữ thí chủ quý danh là gì ạ? Tôi họ Giả, chồng tôi họ Mạc. Bố mẹ chồng mất sớm, vợ chồng tôi thừa hưởng tổ nghiệp của cải trăm muôn, ruộng tốt ngàn khoảnh. Chúng tôi sinh được ba người con gái, chẳng may năm trước chồng tôi mất. Một mình tôi ở quá, đến nay đã mãn tàn, cơ nghiệp không có ai trông nom. Bố mẹ con tôi đang định kén chồng tại đây đấy. Các con à, hãy ra đây đi. Dạ.
Tại sao nhà nhiều khách quá vậy ạ? Các con hãy lại chào các vị trưởng lão đi. Xin chào trưởng lão. Được, 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 được. A-di-đà Phật. Đây là con gái lớn của tôi, tên là Trân Trân, năm nay 20 tuổi. Còn đây là con thứ hai của tôi, tên là Ái Ái, 18 tuổi đấy. Hãy chào trưởng lão đi con. Còn đây là cháu út của tôi, tên là... Em tên là Liên Liên, 16 tuổi. Vị hòa thượng mắc cỡ kìa. Đừng tưởng nó còn nhỏ nhé. Chị coi kìa. Ba đứa con tôi cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh đều giỏi hết. Cả ba đều chưa hứa gả cho ai cả. Bác giới. Nhà chúng tôi có lúa gạo ăn 8-9 năm cũng không hết, dải dốc mặt 10 năm không xuể, vàng bạc phung phí cũng không cạn. Bốn vị trưởng lão nếu biết thay lòng đổi dạ làm thể ở đây sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, chẳng hơn đi sang tay vất vả khổ sở hay sao? Ý trưởng lão thế nào ạ? Sư phụ ạ, bà đây nói chuyện với sư phụ kìa. Sư phụ, tại sao sư phụ cứ làm kinh? Cũng phải quan tâm đến một chút chứ. Bác giới, chúng ta là người xuất gia, há lại để cho mùi phú quý động lòng với yêu kiều mê trí, còn làm được trò trống gì? Vị hòa thượng này thật không biết điều. Tôi đã thực lòng thực dạ đem cả gia tài kén các ông làm rễ. Ông đã thụ giới phát nguyện không chịu phá giới thì thôi, nhưng còn các đồ đệ không để lại cho tôi một người làm rễ được hay sao? Sư phụ, Ngộ Không ở đây nhé. Lão Tôn nhất định không làm rễ bà ta đâu. Bác giới, em ở lại nhé. Anh đừng có chọc tôi. Phải bàn bạc kỹ đã. Satan, em ở lại nhé. Sư huynh nói gì kỳ vậy? Ngộ Tịnh này đã được Bồ Tát cải hóa, được sư phụ nhận làm đệ tử, dù cho có chết cũng phải đi tới Tây Trúc, không thể ở lại làm rể người ta được. Nếu không nể tình các người từ đại đường đến đây thì ta đã đuổi các người ra khỏi nhà rồi. Sư phụ không biết liệu việc, cứ ruột ngựa tuồn tuột tuôn ra. Người nói cần phải dè về sao chứ? Cứ ấm ư ấm ừ lừa họ lấy bữa cơm chay chén đã. Ngày mai thuận hay không thuận lỡ thầy trò mình chứ. Họ đóng cửa không ra thế này, thầy trò bếp lạnh cho tàn cả đêm chịu làm sao được? Ta phải làm sao bây giờ đây? Thôi, anh cứ ở lại làm rể người ta đi. Đệ cũng chọc ta nữa à? Chúng ta bàn tính thôi mà. Bàn tính quái gì? Chú thích ở lại đi. Nói bậy à? Mọi người hiểu lầm ý định của tôi rồi. Cứ chọc tôi hoài. Sư phụ, hãy xem kìa. Sư đệ, xem kìa. Thật đáng tiếc, trà nước cũng không có, cơm canh cũng không luôn. Nếu nhịn đói suốt đêm nay, ngày mai chắc là đi không nổi. Các người cứ ngồi đây, để tôi đi săn sóc con ngựa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.